Tin giáo hội tại Hoa Kỳ Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 50 năm thông điệp sự sống con người. Giữa những chỉ trích gây gắt thông điệp sự sống con người và những toan tính nhằm xét lại thông điệp này, Đức Hồng Y Daniel Dinado, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã lên tiếng ca ngợi thông điệp nhân kỷ niệm 50 năm ngày Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục công bố. Đức Hồng Y nói Năm mươi năm trước Chính ngày hôm nay Đức Thánh Cha Phao Lô Đệ Lục Đã công bố thông điệp Humane Vitae Trong đó Ngài tái khẳng định sự thật đẹp đẽ Mà người chồng và người vợ Được kêu gọi để tự hiến dâng cho nhau hoàn toàn Hôn nhân phản ánh tình yêu Thiên Chúa Một tình yêu trung tín Quảng đại và trao ban sự sống Thông qua ơn gọi của họ các cặp vợ chồng hợp tác với Thiên Chúa bằng cách mở lòng mình ra với những sự sống con người mới. Trần Phước Phao Lô Đệ Lục là người đã phải chịu với lòng bác ái và kiên nhẫn nhiều chỉ trích về thông điệp Humane Vitae, đã dũng cảm khẳng định rằng khi chúng ta yêu như đã được Thiên Chúa hoạch định, chúng ta trải nghiệm sự tự do và niềm vui đích thực. Ngài cũng đã được chứng minh là đúng khi lên tiếng cảnh báo về những hậu quả của việc bỏ qua ý nghĩa thực sự của tình yêu hôn nhân. Vào ngày kỷ niệm này, tôi khuyến khích tất cả mọi người đọc, cầu nguyện và suy gẫm về thông điệp này và mở lòng mình ra đối với ân sủng là chân lý vượt thời gian của nó. Chúng tôi chờ đợi trong vui mừng ngày tuyên thánh cho Đức Phaolô Đệ Lục vào tháng 10 sắp tới. Ngày 25 tháng 7 năm 1968 Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã công bố thông điệp Humane Vitae nhằm thúc đẩy toàn thể nhân loại hãy tôn trọng cả hai triệu kích, tinh thần và thể chất của con người, trung thủy, quảng đại và trao ban sự sống.